khé lộ bí quyết giữa hạnh phúc của Hyun Bin và Son Ye Jin sau khi đóng chung siêu phẩm Hạ cánh nơi anh cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin đã gây chấn động dư luận khi công khai hẹn hò không hổ danh đẹp đôi từ trong phim ra ngoài đời mọi nhất cử nhất động của cặp sao đều nhận về vô số trầm trồ từ công chúng mọi thứ thêm phần viên mãn khi Hyun Bin Son Ye Jin tổ chức đám cưới cổ tích và sau đó là việc lên chức ba mẹ hiện tại họ là một trong những cặp vợ chồng quyền lực nhất K-pop mặc dù là những nghệ sĩ sạch không vướng scandal thì những hôn nhân của họ cũng không tránh khỏi tin thất thiệt tuy nhiên bỏ qua tất cả Huynh bin và Shin Ye Jin vẫn ở bên nhau vô cùng hạnh phúc tất nhiên để làm được điều đó thì họ cũng phải có bí quyết riêng đó nha và theo đó thì bí quyết đầu tiên để có một cuộc hôn nhân bền vững đó là giao tiếp cặp đôi cởi mở và trung thực với nhau ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ của họ cả hai đã nói ra cảm xúc thật của mình và cùng ngồi lại để giải quyết những xung đột họ cũng đảm bảo dành thời gian cho nhau dù lịch trình bận rộn trong một cuộc phỏng vấn, Son Ye Jin cũng đã chia sẻ việc Huynh Bin luôn tôn trọng cô, ngay cả khi họ xảy ra tranh cãi. Cô cũng đề cập rằng họ không bao giờ nói xấu nhau trước công chúng hay sau lưng bạn bè. Điều này cho thấy cả hai luôn dành cho đối phương sự tôn trọng cao nhất. Có thể thấy sự tin tưởng cũng là một yếu tố cần thiết trong một cuộc hôn nhân lâu dài. Son Yejin và Huynh Bin đã thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau rất lớn, đặc biệt là khi nói đến cuộc sống nghề nghiệp của cả hai. Họ chưa bao giờ để sự ghen tuông hay bất an cản trở mối quan hệ của mình. Thay vào đó, họ đã hỗ trợ sự nghiệp và chúc mừng những thành công của nhau đó nha.